Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gác Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món chè khoai dẻo Đài Loan, một loại chè được các bạn trẻ rất yêu thích, đặc biệt là trong mùa hè. Cách làm món chè khoai dẻo cũng vô cùng là đơn giản. Các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Gác Bếp Nhỏ để tìm hiểu cách làm món chè khoai dẻo này nhé. Nguyên liệu để làm món chè khoai dẻo gồm có 300g khoai lang, mình sử dụng khoai lang vàng. Các bạn có thể sử dụng thêm khoai lang trắng, khoai lang tím tùy thích nhé. Mình không mua được khoai lang tím nên hôm nay mình chỉ sử dụng khoai lang vàng thôi. Mình cũng sử dụng ở đây là 50g bột năng, 30g bột báng, 10g bột nếp, 100g đường cát trắng, 100ml nước cốt dừa, 1/2 thìa cà phê bột trà xanh và 5g bột rau câu dẻo jelly. Các bạn có thể chuẩn bị thạch, trân châu để ăn kèm tùy thích nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ nấu phần thạch rau câu. Mình sẽ cho vào nồi 300ml nước. Sau đó mình sẽ cho 5g bột rau câu vào, cho từ từ và khuấy đều các bạn ạ, để cho phần bột rau câu không bị gián cục. Các bạn muốn ăn phần rau câu mềm hơn thì các bạn có thể cho thêm nước vào nhé. Bây giờ mình sẽ mang nồi nước rau câu này đun sôi. Mình sẽ đun cho nồi nước rau câu sôi lên. Khi nồi nước rau câu đã sôi thì mình sẽ cho vào khoảng 30g đường. Đun nồi nước rau câu sôi khoảng 2 phút thì mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ chia phần nước rau câu này ra làm 2 phần và mình cho vào trong 2 cái khay này. Phần bột trà xanh này thì mình sẽ cho vào một chút nước để hòa tan phần bột trà xanh. Sau đó mình sẽ cho phần bột trà xanh vừa hòa tan vào một phần của phần rau câu mình vừa nấu. Và mình trộn đều để mình có cái phần thạch rau câu màu xanh đấy các bạn. Tùy phần rau câu các bạn muốn màu xanh đậm nhạt như thế nào mà các bạn điều chỉnh cái lượng trà xanh cho vào. Vậy là mình đã có phần thạch rau câu màu xanh và thạch rau câu màu trắng rồi. Mình sẽ để cho phần thạch rau câu này nguội và đông lại. Mình cũng chuẩn bị ở đây một bát nước, cho vào bát nước một chút muối, hòa tan. Mình sẽ gọt bỏ vỏ khoai lang. Gọt bỏ vỏ khoai lang xong, mình sẽ cho khoai lang vào trong tô núc muối pha loãng mình đã chuẩn bị để cho khoai lang không bị thâm. Khoai lang sau khi đã gọt vỏ thì mình sẽ cắt ra thành các cái miếng mỏng để mình luộc khoai lang cho nó nhanh chín. Mình sẽ ngâm khoai lang trong bát nước muối pha loãng khoảng chừng 10 phút. Khoai lang sau khi ngâm ở âu nước muối pha loãng khoảng 10 phút thì bây giờ mình sẽ mang khoai lang đi rửa sạch. Các bạn có thể hấp hoặc luộc khoai lang đều được. Hôm nay thì mình sẽ luộc khoai lang nhé. Mình cho nước vào và luộc chín khoai lang. Các bạn luộc cho đến khi khoai lang chín mềm là được. Phần bột báng thì mình sẽ cho nước vào để ngâm cho bột báng nở ra. Đối với chè khoai lang, phần chủ yếu là khoai lang và phần nước cốt dừa. Còn những cái phần như là bột báng hoặc là thạch rau câu, trân châu thì các bạn có thể cho thêm vào tùy thích nhé. Khoai sau khi luộc chín mềm thì mình đã cho ra một cái tô và mình sẽ tán nhuyễn phần khoai này ra. Khoai sau khi đã tán nhuyễn thì mình sẽ cho vào cùng khoai 40g bột năng, 10g bột nếp và mình trộn đều lên. Vì khoai đã ngọt rồi nên mình chỉ cho vào cùng 25g đường thôi. Và mình sẽ cho thêm một chút nước luộc khoai nhé. Các bạn có thể dùng sữa tươi để cho phần chè khoai của mình thơm cũng được. Và mình trộn đều lên.
Mình sẽ nhào cho phần khoai và bột này thật là dẻo. Các bạn nhào cho đến khi phần khoai thật là dẻo. Và các bạn lấy thử một chút khoai này. Các bạn vo tròn. Hoặc là các bạn lăn dài ra, lăn dài như thế này. Mà thấy phần khoai mịn và không bị bở ra như thế là đạt nhé. Cái phần khoai của mình như thế này là đạt rồi. Bây giờ mình sẽ chia phần khoai này ra làm hai phần. Các bạn mua được khoai lang tím thì các bạn khỏi cần làm màu. Một phần thì mình sẽ để nguyên màu vàng, mình để qua một bên. Còn phần này mình sẽ cho một chút phẩm màu đỏ vào. Mình dùng cái màu đỏ của Thái này, mình cho một chút thôi. Sau đấy mình trộn đều. Sunlight shades, but what remains is the shade of you. I gotta hold on. The memories are here, but you are gone. Mình cho ít nên nó sẽ thành cái màu đỏ cam như thế này này các bạn. Và mình đã có được phần khoai hai màu như thế này rồi. Mình sẽ lấy một phần khoai này, mình chia ra làm 3-4 phần. Phần còn lại thì mình sẽ đậy một cái nắp lên trên để cho phần khoai giữ được cái độ nóng và độ dẻo của nó. Mình chia phần khoai vàng ra làm 4 phần. 3 phần này thì mình sẽ cất vào trong tô. Phần bột này thì mình sẽ lăn dài ra. Tùy theo các bạn thích ăn viên khoai to nhỏ mà các bạn lăn cái sợi bột nó có độ to nhỏ tùy thích nhé. Sau đó mình sẽ cắt bột ra thành các cái đoạn nhỏ. Như thế này các bạn. Mình sẽ làm tương tự đối với phần bột còn lại nhé. Mình đã có những các cái viên khoai như thế này rồi. Mình còn một chút phần bột thừa của hai màu này. Mình sẽ lăn dài ra và ghép lại với nhau để làm thành cái viên khoai lang hai màu. Và đây là các cái phần khoai lang mình thu được này các bạn. Màu vàng này. Màu này thì nó hơi hồng hồng cam cam. Và viên khoai lang hai màu như thế này. Bây giờ thì mình sẽ luộc cho các viên khoai này chín nhé. Mình đã đun một nồi nước sôi. Sau đấy mình sẽ cho các cái viên khoai vào luộc. Mình sẽ luộc riêng từng màu riêng biệt nhé. Đun một chút là phần khoai của mình sẽ nổi lên trên. Vì trong các viên khoai nó có thêm phần bột năng và phần bột nếp, nên là mình sẽ đun thêm khoảng chừng 2-3 phút nữa cho phần bột nó chín hoàn toàn đi. Mình cũng đã chuẩn bị ở đây một bát nước lạnh. Đợi khoai chín thì mình sẽ vớt khoai cho vào bát nước lạnh này nhé. Khi các viên khoai nổi lên, mình đun thêm khoảng chừng 3-4 phút nữa thì các cái viên khoai nó chuyển sang cái màu trong này các bạn. Nếu mà các bạn làm các viên khoai to hơn thì các bạn đun thời gian lâu hơn một chút nhé. Và bây giờ mình sẽ vớt các viên khoai này cho vào trong tô nước lạnh mình đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ tiếp tục thả các cái viên khoai còn lại để luộc nhé. Phần khoai sau khi để nguội thì mình sẽ vớt ra một cái đĩa. Khoai này có màu vàng rất là đẹp này các bạn, rất là trong. Và đây là phần khoai dẻo mình thu được. Mình sẽ cho một chút đường ướp cùng với khoai để cho các cái viên khoai nó không dính vào nhau nha các bạn. Phần bột báng sau khi mình ngâm được khoảng chừng 20 phút thì phần bột báng đã nở to ra rồi này các bạn. Và bây giờ mình sẽ
mang bột báng đi rửa thật sạch. Tiếp đến mình sẽ cùng với các bạn nấu phần nước cốt dừa nhé. Mình sẽ cho vào nồi 100ml nước. 100ml nước cốt dừa. Mình sẽ cho bột báng vào cùng luôn. Các bạn có thể thay thế nước lọc bằng phần sữa tươi tùy thích nhé. Mình sẽ đun cho nồi nước cốt dừa này sôi lên. Khi phần nước cốt dừa đã sôi lên thì mình sẽ cho 30g đường còn lại vào cùng. Mình sẽ đun thêm khoảng chừng 5 phút để cho phần bột báng chín hoàn toàn. Phần bột năng còn lại thì mình đã cho vào chút nước và hòa tan. Khi phần bột báng đã chín thì mình sẽ cho từ từ một chút bột năng vào để cho phần nước cốt dừa của mình sánh đặc hơn. Đun thêm một chút cho phần bột năng chín hoàn toàn, phần nước cốt dừa sánh đặc như thế này là đạt rồi. Phần thạch rau câu sau khi để nguội thì mình đã cho vào ngăn mát tủ lạnh và phần thạch rau câu của mình đã đông lại rồi. Bây giờ mình sẽ sắt ra thành các miếng nhỏ vừa ăn. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong các thành phần để làm nên món chèo khoai dẻo rồi. Và bây giờ mình sẽ cho ra tô và cùng thưởng thức nhé. Vậy là mình đã có một tô chè khoai dẻo vô cùng hấp dẫn rồi đấy. Nếu thích ăn thêm trân châu thì các bạn cũng có thể cho thêm vào nhé. Các bạn hãy làm món chè khoai dẻo này và cùng thưởng thức với gia đình mình nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món chè khoai dẻo này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.